Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bèo Hoa Dâu. Các bạn đã chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến xem không khí trao đổi mua đào quất tại các nhà vườn tại làng hoa La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nhé. Let's go. Chất đầy hàng rồi. Dạ. Tao bỏ chú Phương lấy cái ngoài đấy. Đây. Một cái này, hai cái này. Chúng ta sẽ đến với không khí mua quất đào tại vườn hoa La Vân, xã Quỳnh Hồng. À quên, toàn bộ vlog đây rồi. Chào các bạn, đây là anh chủ kênh toàn bộ vlog đây. Tết đã đến đâu rồi các bạn ơi, ở làng tôi Tết đến mông rồi. Nếu như cái cây như này thì bao nhiêu? Cây như này thì 400 đi bác. Ơi, thịt lợn hôm nay lên đấy. Anh em thịt lợn đắt giá cả nhá, nên là cây cối đào ấy, quất ở đây là cũng được quất trong bằng thịt lợn. Đào nở bung vét rồi các bạn ạ. Năm nay là thời tiết khá là đẹp, vì vậy nên là đào nở sớm. Nhưng mà đào nở sớm trước Tết này là một điều không vui đối với người nông dân. Chúng ta sẽ quan sát một bác nông dân đánh đào bán cho khách này. Có số điện thoại nhớ tên rồi. Dạ. Bác quay cho ta đây. Cái video đăng tải lên được 13.000 lượt xem đấy bác. Không biết là trong những cái khán giả đấy có vị nào đến mua đào quất ủng hộ cho bác không? Đi cho ông kia rồi về nhóm. Đi cho cái này vào trước. Rồi. Đây, cái đào to vật vã chưa gặp chưa? Giống nhau. Wow. Cây này chỉ có 800 thôi. Hai bên. Cây này cần đây chút nữa bỏ lên cầu lại thì sẽ ok luôn. Rồi cũng đã nhận của anh cũng phải luôn. Hôm qua cái cầu cái nó cắt tóc cái nhà bên má tay cháu phải hết lụ của tôi đâu ạ. Lụ léo rồi. Dụng hoa rồi lụ dụng sao được. Đâu bạn có đây bầu bầu của bầu của cái đào đây. Ôi cái đào to nhỉ. Đẹp mê ly luôn. Ơi. Đào thế này. 750 hả? Vừa bà gái bảo là 650 giờ bà giờ ông dai ra rồi bố. Thế nào? Cây to đẹp thế. Trời. Đây sau khi mà đánh xong thì chúng ta sẽ để bầu của gốc đào vào trong một cái bao ni lông và chúng ta sẽ cuốn lại. Để trong quá trình di chuyển bầu đào nó sẽ không bị vỡ. Không vỡ được mà cứ quay tao này chúc nó chúc tao chết. Chứ tao lại lưa lên video nữa. Không việc gì. Thấy tao đẹp trai quá chết tao. Anh ấy chưa? Anh kết hôn chưa?
Vâng. Chào các bạn nhé. Không soạn nhanh là hết. Số lượng có hạn thì số lượng bò đánh bầu nhỏ là chậu nhỏ ngay. Anh em tuốt cái này đi anh ơi. Đấy anh cũng không đánh nhanh là khách khác ra là cũng xí rồi xí rồi. Ôi cây đào đẹp thế nhỉ. Trời ơi. Đấy giờ bỏ là không đủ điều kiện nữa thì làm đi chợ cây làm gì. Bỏ là không đủ điều kiện. Cả ngày Tết thì phải đủ điều kiện mà chơi. Chứ này mà không đủ điều kiện là sao? Cả năm mới có một đúng ngày không? Tết thôi. Cả năm ta có chức mà chơi. Chứ ngày Tết chỉ có một mùa cây này thôi. Ngày này thu này cứ bay mãi không thôi. Đào thì quất hả? Đào thì quất chị, thì đào. Đây, cây đào này đang có chủ rồi nhá. Từ từ cái pha đó. Mình cũng thích đào. Mày không qua này dẫn ra đây quay bao nhiêu lũ rồi. Thế ạ? Tối hôm qua cháu mới về. Mày đã ủng hộ đoàn bộ vlog chưa? Cháu đăng ký kênh rồi đấy. Thôi anh em ủng hộ nhau, giúp nhau cùng phát triển. Dạ. Ôi thế ạ? Ôi. Vâng, chính xác. Bạn đồng môn của bố tôi đấy các bạn này. Doanh thu ước tính là chục tỷ trong một năm. Bây giờ chúng ta sẽ tạm rời xa những gốc đào đây để chúng ta đến với lại những gốc quất nha. Đây các bạn nhìn ruộng quất đây. Đã rất nhiều gốc quất đã được đánh. Nếu mà có nhu cầu mua quất thì đến gấp, không thì chỉ còn ít ngày nữa thôi. Vâng, có một bác nông dân là muốn lên sóng. Đây là ruộng quất nhà bác ạ. Ôi trời. Hôm trước là cháu đến đây, cháu quay là quất ở đây rất là đẹp và quá trời luôn. Và chỉ khoảng một tuần quay lại đây, các bạn nhìn xem, quất đã về với chủ nhân. Đã bán được phải 2/3 ruộng rồi. 50 quất được giá không bác ơi? Được. Được ạ? Thế là chú là bác là bán buôn nữa ạ? Hay cả bán lẻ? Không, nhưng mà ý là sẽ bán buôn hay bán lẻ? Buôn vừa lẻ. Đây quất nhà bác đây. Chập nhờ đào hết luống à, thì... bác có thể tiết lộ về cái giá lẻ ở cái quất nhà mình là từ mấy trăm để cho mọi người có thể là cây to giao động, một triệu, cây bình thường trung bình thì nó khoảng 700-800 rồi 500-600 quá, nói chung nó là vô cùng. Vâng, cứ cây đẹp thì đẹp tiền, cây xấu thì xấu tiền đấy. Các bạn thấy chưa? Có nghĩa là với những gốc quất như này, giá sẽ dao động từ 500 cho đến 1 triệu tùy vào từng cây. Cây rất là đẹp luôn. Tiền nào của đấy nhá. Cả năm trời có một tuần để chơi Tết thôi, thế là chúng ta cũng không nên quá khắt khe trong chuyện tiền bạc làm gì cả. Hôm trước cháu quay ruộng quất nhà bác ấy, ôi công nhận đẹp thật, nhiều quất. Tôi sẽ di chuyển đến với các bác nông dân bán cúc. Đây là cúc mâm xôi, những gốc cúc cuối cùng. Dạ chết rồi, tại mình lại nổi tiếng rồi.
ông nhỉ? Nhìn ông rất là cute. Ông rất máu. Dạ. Xin chào. Ôi, đừng thế thì còn. Anh để cho nó đi. Chưa được. Đẹp thế này cơ mà. Thôi nhá, hết rồi nhá. Con. Con chắc hôm nữa thì sang là hết. Còn bữa nữa là hết. Còn có một 4 cây. Mày 4 cây thì mai kia đào đúng chưa? Thêm hai. Ơn giờ năm nay này. Năm nay bà con nông dân tiêu thụ quất và đào cúc khá là mạnh. Trăm người bán bạn người mua. Không sợ là không có người mua. Dạ cháu thích chơi đào, không thích chơi quất ạ. Dạ. Bác đang đập cỏ. Bác ngồi rỗi. Đây cái quất này là 700 nhá. Anh ơi, tối em liệu có được lên TV không? Được ạ, đây. Anh có thể bỏ mũ bảo hiểm ra cho mọi người nhận ra anh. Đây ôi, thanh niên đẹp trai đi mua quất, cây này 700, quá rẻ luôn, mua tại vườn nhá. Nickface của anh là gì? Vũ Văn Trịnh nhá. Vũ Văn Trịnh nhỉ? Ok. Chị em nào ấy thì cứ bầu vô. À, anh này là một thanh niên FA này. Xe xịn sò chưa? Rất là ngầu nhá, đảm bảo chờ cái quất này về nhà là có gái cao này.